Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về link, link và link Ngay bây giờ là 1 giờ 3 phút sáng Ngày 11 tháng 11 năm 2023 Mình nhảy vô luôn Đồng link ngay bây giờ nó đang nằm ở sóng số 3 lớn Sau đó mình còn sóng số 4 Và sóng số 5 Vừa rồi á Ok Đồng link nó nằm trong một cái uh, Cái tù của nó Ok Cái tù của nó là cái gì Cho những người bạn mới mới nhảy vô Thì bất cứ bạn vô một cái thị trường bằng theo dõi một cái đồng nào thì nhớ coi ít nhất là đâu khoảng cả 10 tập vừa rồi để bạn hiểu nha bởi vì tất cả những cái video mới mình sẽ không lặp đi lặp lại chuyện cũ cái đầu tiên á là là để cho cái cái sóng nó thay đổi nghe từ xuống, xuống 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 nó đã xuống rất lâu rồi đúng không xuống rất lâu rồi chút nữa mình sẽ chia sẻ cho bạn chia sẻ chỉ, chỉ thêm cho bạn thì để cho cái sóng nó từ xuống đổi thành lên thì ngay bây giờ nó có một cái đợi lên lên đúng không nhưng để cho cái trend nó thay đổi, cái hướng nó thay đổi từ xuống đổi thành lên, từ xuống là đổi thành lên thì rõ ràng cái đầu tiên mình cần á là mình cần năm sóng đi lên. Và bây giờ mình mới có cái sóng số 3. Ok, mới cái sóng số 3. Sau đó mình còn số 4, số 5. Sau khi sóng số 5 á, đúng không? Cũng giống như bao nhiêu đợt vừa rồi mình chia sẻ cho bạn là sau đó mình cần ba cái sóng hồi. Ok. À, bỏ cái màu này đi ha. Rồi sau đó là sau khi ba cái sóng hồi á, ok có một sự đáp cánh nho nhỏ một sự đột phá mạnh bạo ở đây một bạo độ đột phá ok là mình thu gom vô để nó lên cái giá 38 hoặc hơn nữa để mình chốt đơn nhưng mà để cho mình biết là nó lên 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 thì cái đầu tiên là có phải có năm sóng xảy ra cái đó là chuyện số 1 phải xảy ra ok sau đó là mình có cái sóng hồi ở đây ba sóng hồi thôi ok chứ không phải là 1, hai ba bốn năm thì nó có thể quay lại những con giá rất thấp cũng như như năm đô ok cho đồng link thì để mà nói cái trend là lên 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 luôn cái thị trường của đồng link này á nó sẽ lên nó bay lên trên mây luôn ngay bây giờ lên con giá ba mươi mấy, bốn chục năm chục Thì ngay bây giờ chưa có, nghe chưa có. Riêng đồng Bitcoin á thì mình có thể nói là nó đã r rơi, nó đã ra cách xa cái đồng à, cách xa cái thị trường gấu rồi. Cưng nhưng đồng lính thì vừa rồi nó mới phá vỡ thôi thì mình chưa nói nói vậy được. Nhớ những cái đây là những thông tin cũ. Ok, sau khi phá vỡ cái khung của nó 9.5, mình nói nó sẽ bay tới 18. Ok thì ngay bây giờ nó đang trên đường tới 18 thôi chúng coi hết. Ngay bây giờ nó đang nằm 15. Đây là những cái kháng cự vừa rồi nó đánh vỡ cũng giống như 12.5, 13.6, 14.65. Okay. và ngay bây giờ nó đang nằm nó đánh vỡ 15 luôn rồi. Con giá kế tiếp là 16. rưỡi, 16.9 rồi sau đó nó sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của nó là 18, xác suất là vậy tầm 18 ok cái này nó hơi thấp hơn chút xíu ok 18 ok sau đó là nó sẽ có sóng số số 4 xảy ra và sóng số 5 xảy ra nhớ cái sóng số 5 này nè ok nó nó lên cũng đã đủ rồi nó có thể hồi luôn ngay bây giờ cũng được nhưng nha nhưng á ok xác suất là nó sẽ có một sự râu ria nữa một sự râu ria nữa là lên thêm chút xíu nữa sóng số 3 này sẽ có thể nhớ là sóng số 5 là sóng nhỏ của sóng số 3 sóng số 3 là sóng lớn nha thì trong cái giai đoạn những cái con giá này á mình sẽ có một cái U turn có nghĩa là đi xuống lại, ok. Số 4. Và cái sự đi xuống lại này á, ok, nó sẽ xuống, nó sẽ tốn tuần để xuống, ok, ở đây mình có ghi rồi nè. Nó sẽ under, ok, sống số 4 á, ok. Nó sẽ tốn weeks lần, có nghĩa là tuần lần chứ không phải là ngày 1 ngày 2, cái đợt xuống này nó sẽ tốn tuần lần, ok, chứ không phải là ngày 1, ngày 12. Và lúc mà nó xuống 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 xuống, xuống, xuống như vậy á thì chắc chắn 100% là rất là nhiều anh em ở ngoài xã hội sẽ nói là à, thị trường gấu sẽ quay lại. Rồi, đã quay lại rồi. Ok, mình cảnh báo cho bạn trước. Ok. Nhưng xuống như vậy nó tạo một cái móng rồi nó bay cũng giống như, như đây mình vẽ cho bạn, đúng không? Rồi nó bay lên, sóng số số 5. Ok, sóng số 5. Đây sóng số 5. À xác suất là vậy. Thì để làm sao là mình biết là sóng số 4 xảy ra. Thì đây cái điểm đây là cái điểm đáy vừa rồi của nó. Con giá là 12.49 đây 12.49. Nếu nó rớt dưới 12.49 là rớt dưới cây cây ở chỗ cái vùng này. Ok. Thì mình biết đó là đang mình nó đang sống số 4 đang được diễn ra thôi chứ không có chết. Rớt dưới cái con 12.80 85 luôn, 12, 11.85 thì mình biết sóng số 4 đang được diễn ra không có chết. Nhưng mà ok, đắp cánh đắp cánh đắp cánh rồi sau đó là là lên sóng số 5. Ngay bây giờ con giá ok, sóng số 4 này nó không được dưới 9.6 Nhưng con giá này có thể được tăng lên nếu mà cái trend này nó tiếp tục lên Tới con giá 16 chấm mấy, 18 thì cái con giá này sẽ được thay đổi Lúc nó hồi lại nó không được dưới cái con giá này Nghe con giá chống lưng cuối cùng của mình Bởi vì nó nếu mà nó, nó, nó dưới cái con chống lưng cuối cùng á Có nghĩa là nó sẽ quay lại những cái con giống như là 15, 10, giống như 5 đô, 4 đô và 2 đô mấy Có thể, vẫn có thể Ngay bây giờ bởi vì sao? mình chưa có năm sóng, mình chưa có ba sóng hồi nữa. Quá sớm để nói là nó sẽ đi nó bay lên trên mây luôn ngay bây giờ. Ok, cẩn thận cẩn thận và vâng, cẩn thận. Rõ ràng sau khi nó đánh vỡ cái con 10 18 thì nó có vài con giá nữa trước khi nó lên tiếp. Ok, 18 là nó có con giá 19.6. Ok và con giá kế tiếp là 23 và con giá kế tiếp là 38 và vân vân và vân vân. À nhớ mình đã nói luôn nha, cái sóng số 3 này, này là một cái sóng nó rất là thử thách, rất là nhiều người người ta sẽ nói và người ta sẽ đồn tin là thị trường gấu, thị trường sắp sắp sập sập đã quay lại rồi nha. Nhưng đừng tin những tiếng ồn như vậy nha. Ok. Nếu mà nó rớt xuống đó là một một món quà cho mình để thu gom thôi chứ không phải hết. Ok, sau khi đánh 10 18 được là 19. 19. 19.6 19, 19. trên đây đúng không? 19.6. Sau đó là 23 rồi sau đó là 38. Ok, đó là những con số bạn nên biết. À, ngay bây giờ năm sóng chưa có, ba sóng hồi chưa có. Ok, xác suất thì mình không có thể nói nó bay lên luôn được nghe nó có vẫn có thể hồi lại bất cứ lúc nào, có thể là lúc đây nè. Ok, lúc này nè. Từ 3 tới 4 đó, nó tụt một cái vèo đi xuống luôn, nó qua cái cái mức 9.6 này luôn là nó tụt luôn. Ok, cũng có nghe. Cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Ok. Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xác suất là nó sẽ râu ri lên tới 16. 5 16.9, ok, 18.3, 18.3 là cái con giá mà nó gọi là nó phải râu riêng lên đó. Ok rồi sau đó là nó quay đầu nghe xác suất là nó đáp cánh ở những con giá này sau đó nó quay đầu ok rồi cái con giá kế tiếp là mình sẽ đụng được tới 19, 23 vân 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 ok sóng 65 số à, thì đó là vậy đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok nếu mà nó cắn dưới cái bàn đỏ này các bạn cũng kể đó là một cái tín hiệu cho bạn đầu tiên tín hiệu đúng không đầu tiên cho bạn là mình biết là cái sóng nó có thể là quay đầu đi xuống ngay bây giờ luôn chứ không phải cần đi lên nữa nếu nó cắn dưới cái chỗ đó ok nó cắn dưới cái điểm đáy vừa rồi của nó ở đây ok những cái thứ đó thì rõ ràng bạn phải biết phải, phải, biết nha nhớ là cái nến giá và cái nến nó dẫn đầu cái thị trường này đừng coi những thứ khác nghe bạn có thể coi được những thứ khác nhưng nếu mình không chia sẻ cho bạn thì bạn cũng uh, cũng không cần quan tâm tới cho máy ok bởi vì cái nến và cái con giá giá và cái nến nó sẽ nói lên cái thị trường rất rõ cho bạn ok nhưng mà ok nếu mà đã đánh nhưng mà nếu cái cái thằng này là cái điểm đỉnh rồi của nó là bao nhiêu nè uh, cũng gần được 16 đúng không 15.9 rồi nó gần được 16 rồi ok thì đây mà mình làm cho nó đậm hơn chút xíu. Thì nếu mà nó cắn con này, nghe nó nó cắn cái điểm này nghe thì bạn biết là cái cái nó đang trên con cái đà lên tới cái 18.000, 18. Chăm, 18 chăm mấy, 18.3. Cắn trên con này tới 18.3. rồi xuống dưới này, rồi xuống dưới này có thể là đập cánh ở vùng 12.5, 12.49. Đây, đây đây cái chỗ này. Dưới 12.49 đánh cái lệnh số xuống trong cái tầm đầu 19. Ok, 10, 10, 10 cho nó nó an toàn. Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nhớ Ngay bây giờ mình chưa có thời gian gọi là Ok, mình chia sẻ lại cho bạn chỉ để cho đánh tương lai đánh sau Nằm trên đây Lên cho nó đúng không? Nó nằm trên cái con đây là gần là 16 rồi Đúng không? Mình đánh những cái lệnh lên 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 đúng không? Cho tới con giá là 18 đây 18 đây đúng không? Ok Mình đưa cho bạn con giá 18 3 Bạn đánh 18 thôi Nghe lúc nào nó phải ít hơn chút xíu Không được đánh đúng giá cho là quý phiếu nó rất xuống dưới đây Ok. Rớt xuống dưới đó, đánh giá nó xuống 12 thôi. Ok. Rớt dưới 12, rớt dưới 12.49. Đánh xuống 11 à, 11 à, 11 85. Rớt dưới 11 85. Ok, rớt dưới 11 85 nè. Đánh giá 10 10 10 10 chấm 10 chấm đây là mình 10 đúng không? 10.8 đúng không? Mình phải đánh 11. Lúc nó rớt xuống á, bạn phải đánh 11. Ok. Lúc nó lên, Ok, lúc nó lên đó mình lên á giống như 8.3. Ok thì mình đánh là ít hơn, ngay lúc nó lên á thì mình đánh là 8.1 thôi hay là 18 thà cũng được, 18 thà cũng được. Ok. Nhưng mà lúc nó xuống thì mình phải cộng thêm nha bởi vì nó sẽ không đáp cánh uh, giống như là giống như cái chống lưng vừa rồi. Ok. Thì mình phải ít hơn. Uh, cái này mình phải cộng thêm, cộng thêm. Thì ở đây mình cộng thêm 2 đi. Ok thì nó thành 11. Thì nó là vậy nha. Cái đó là công thức mình chia sẻ cả cả bao nhiêu trăm cái video rồi. <laughs> vừa rồi nghe bạn mới nhảy vô thì bạn nên quay lại những cái video vừa rồi để coi để bạn có kiến thức để bạn hiểu biết và cái đồng này vừa rồi là mình chốt đông đơn với nhau khá là nhiều lúc mà nó phá vỡ cái đường chỉ cổ của nó lên nha đường chỉ cổ của nó là 4.8 sau đó nó bay một cái vèo đi lên ok bay lên trên mây ok thì vừa rồi ok khá là nhiều anh em chúng 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 vậy thôi có thể là nó tới 18 rồi sau đó nó u turn có nghĩa là sóng số 4 sẽ xảy ra đó là tất cả những gì mình bạn cần biết với cái cái với cái đồng mà cái đồng link này ok À, có thể là nó râu ri xác suất là vậy nha xác suất là nó râu ri lên thêm ngoại trừ nha nó xuống lại những cái cái vành vẽ vừa rồi nè, bạn ở đây mà có thể vẽ được một cái vành nha à, đây bạn có thể zoom vô bạn coi đây bạn có thể vẽ được một cái đường chỉ đi ngang qua luôn bởi vì sao nó rớt xuống những cái đường chỉ như vậy đó nó rớt xuống những cái trống lưng và rớt xuống những cái chống lưng liên tiếp như vậy á thì mình biết là cái xu hướng là nó đang quay đầu rồi nó có thể ngừng tại đây nó có thể ngừng tại đây và quay đầu bởi vì sao mình đã đánh vỡ rất nhiều con số từ 12 này từ 11 chấm từ 9 chấm, 9 chấm rưỡi đúng không mình đánh 12 13 11 14 15 10 16 ok 10 đánh gần được cái này là nó lên tới là 10 16 rồi ok nó đánh được 16 rồi ok gần được con này ok nhưng mà xác suất là nó vẫn râu ri lên chút xíu nhưng nó có thể quay đầu bất cứ lúc nào luôn okay, cái cái thiệu trường này nó rất nó gọi là thay đổi rất nhanh nha nên cẩn thận nhưng mà xác xuất, xuất là lên 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 cũng giống như cái video vừa rồi mình cũng nói là vậy nghe nó có thể cái con giá 18 18 là con giá kế tiếp kế tiếp vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nếu mình nếu mà nó cắn con giá 16 này nè mình sẽ vô cái lệnh lon nghe lon à, lon lên tới 10 17.9 17.9 nghe không cần phải là 18 mình gọi là không bắt ở ngay cái đỉnh luôn mình bắt dưới cái đỉnh chút xíu thì đó là cái công thức vậy thôi xin chào mọi người và để cài đặt à, chừng nào nó tới cái con này nó cắn nó, nó báo cho mình, ở đây là 10 10, 10 mấy nè. Mình có thể coi luôn là 10. 10 15.9 đúng không? 15.9 mình không đặt 15.9 mà đặt 16 luôn cho nó cho nó gấu. Okay. 10 gấu, 16. Thì lúc nó tới một con giá 16 nó sẽ báo cho mình thì mình sẽ vô lệnh long đi lên cho tới 18. Ok thì đó là một cái cách cho là một ví dụ. Ở đây, bây giờ là nó xuống dưới con này ta nè, chứ không nói chi xa. 15 3 13 chấm mấy nè nó cắn dưới con đó mình sẽ đánh một cái lệnh số xuống, xuống cho nó xuống cái tầm 12 và con số 11 thì đó vô vô nhanh vô Ok vô ra vô ra vô ra nghe bởi vì nó có thể xuống dưới đây rồi nó vật lại đi lên nó sẽ không phá vỡ con 12 9 bởi vì vậy mình sẽ đánh một cái lệnh rất ngắn thôi Ok tới đây thôi rồi có thể là nó tới đây nó tạo được một cái móng nó bung lên lại cũng có nghe thì nó là vậy vô ra vô ra vô ra vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nó hơi dài Ok những người nào mà uh, kìm được kiến thức đừng quên ấn vô cái ngón tay giúp mình, ấn vô cái chữ thích giúp mình. Vậy thôi, xin chào mọi người.